Cô Hành Yura, tại sao hôm nay cô hành xử như vậy? Thiệt ra chuyện đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, em xin lỗi. Không đâu, tôi không cần xin lỗi. Chúng ta mau ly hôn đi. Anh muốn ly hôn chỉ vì một hiểu lầm nhỏ như vậy thôi sao? À còn nữa, anh đã quên vì sao mà mình kết hôn hả? Không phải vì chuyện xảy ra ngày hôm nay mà tôi nói như vậy. Tôi cũng không quên thỏa thuận giữa hai chúng ta. Chỉ là tôi không muốn phải tiếp tục sống trong cuộc hôn nhân giả tạo này thôi. Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy? Nếu như cô cần bất cứ khoản tiền đền bù nào, tôi vẫn sẽ đáp ứng được. Anh nghĩ em làm vậy là vì tiền hay sao? Có thể là bây giờ mọi chuyện còn quá bất ngờ với cô Yura. Vậy thì tôi sẽ chờ cho đến khi cô chuẩn bị tinh thần. Dù sao thì tôi cũng đã nói rất rõ ràng rồi. Rốt cuộc người đó là ai mà lại làm cho anh ấy mù quáng tới như vậy chứ?